Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi kênh Cuộc Đời Giá Trị. Thưa quý vị, thông minh, xinh đẹp không bằng may mắn. Phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng, phụ nữ lấy chồng như là canh bạc, được ăn cả, ngã về không. Đàn ông thì đôi khi lại khó đoán, có thể làm bạn bè với họ rất vui, rất thú vị, hoặc là họ có thể khiến đối phương rất mãn nguyện khi mà sống chung. Thế nhưng cũng có những khi lại thay tính đổi nết, trở nên kỳ quặc và rất đáng sợ. Trên đời thì không ai là hoàn hảo cả. Chính vì vậy mà để chọn được một người chồng hoàn hảo cũng là chuyện hiếm khi có thể làm được. Phụ nữ muốn sống cuộc đời hạnh phúc, hãy chọn người có trách nhiệm, tử tế và có bản lĩnh đàn ông. Và quan trọng là phải biết yêu thương người cùng chung chăn gối với mình. Lấy chồng thì không nên quá kén chọn, nhưng nhất định chúng ta phải cẩn thận. Đặc biệt có 9 loại đàn ông mà nếu như lấy phải thì cuộc đời người phụ nữ sẽ chỉ sống trong ngập tràn khổ đau. Họ là những người nào? Hãy cùng tìm hiểu trong clip sau đây và đừng quên chia sẻ clip quý vị nhé. 9 loại đàn ông khiến phụ nữ khổ nhục một đời, chị em nhất định phải biết. Thứ nhất, đàn ông thích phiêu lưu, trăng hoa. Đây lại càng không phải là mẫu đàn ông dành cho các cô gái. Những gã đàn ông ưa phiêu lưu mạo hiểm, rất có sức hấp dẫn, luôn ưa chinh phục các mục tiêu mới. Anh ta cũng rất ngọt ngào, hấp dẫn. Thế nhưng nếu như lấy anh ta, bạn sẽ luôn phải lo lắng vì anh ta không dừng lại ở một cô gái nào cả. Có được người này, anh ta sẽ lại nghĩ đến những mục tiêu khác để tiếp tục thể hiện đẳng cấp chinh phục của mình. Ngoài ra, anh ta còn là một người rất ưa những chuyến phiêu lưu, tình một đêm với bất kỳ cô gái nào để thỏa mãn đam mê dục vọng của mình. Nếu ở với anh ta một đêm, bạn sẽ vô cùng thích thú bởi khả năng ân ái của anh ta. Nhưng ngay sau đó, anh ta sẽ quên bạn đi như hàng tá cô gái khác mà anh ta đã lâm trận cùng. Bạn không muốn bị như vậy chứ? Thứ hai, đàn ông quá yêu bạn. Tức là hắn cuồng bạn một cách quá mức. Hắn ta bị ám ảnh bởi bạn, tán bạn bằng những cách tiêu cực, khủng bố tinh thần bạn hàng ngày qua điện thoại, Facebook và thậm chí nửa đêm đứng trước cổng nhà bạn gõ cửa. Nếu bạn không xuất hiện, hắn sẵn sàng dọa dẫm này kia, thì hẳn là bạn nên sớm cắt đứt liên lạc với hắn ta, càng sớm càng tốt. Thứ ba, đàn ông vũ phu. Quân tử động khẩu không động thủ, loại đàn ông đánh phụ nữ không chỉ tồi mà còn hèn. Đánh trận với người yếu sức hơn mình đã là không quân tử. Đánh người đầu gối tay ấp với mình thì lại càng tệ hơn. Anh ta đánh được một lần, sẽ đánh được lần thứ hai, lần thứ ba. Và ngày sẽ càng nhiều hơn, nặng tay hơn. Một tình yêu chân chính sẽ không bao giờ làm tổn thương đối phương. Nên nếu một người sẵn sàng làm tổn hại đến thể chất, tinh thần và sức khỏe của bạn vì nóng tính, vì ghen, vì lỡ tay hay vì bất kỳ nguyên nhân nào khác đều không xứng đáng được tha thứ. Thứ tư, đàn ông quá đẹp trai. Ai mà chẳng thích cái đẹp, có được người chồng có vẻ ngoài hào hoa, phong nhã sẽ khiến chị em nở mày nở mặt. Người đàn ông đẹp trai luôn hấp dẫn hầu hết phụ nữ, thậm chí khiến phụ nữ ăn không ngon, ngủ không yên. Dù không có tính lăng nhăng, nhưng chính vẻ đẹp trai của anh ta lại vô tình gây chuyện thị phi. Nếu họ lại có thêm chút tài năng tán tỉnh, sẽ làm cho bao cô gái phải mê mệt. Hơn nữa thì, đàn ông đẹp trai thường rất tự phụ, tự mãn, nên rất khó để giao tiếp với họ. Họ lúc nào cũng coi mình là nhất, là số một. Họ thích sống trong thế giới của riêng mình, không muốn chia sẻ với thế giới của ai khác. Nên cưới kiểu đàn ông này thì phụ nữ chỉ có khổ. Thứ năm, đàn ông mồm mép. Người đàn ông quá giỏi ăn nói sẽ thuyết phục các cô gái khác và có cả tá vệ tinh luôn vây quanh chàng. Vì vậy, tuyệt đối đừng lấy những người đàn ông quá dẻo miệng làm chồng. Đừng tự làm khổ mình khi gắn bó với một người mà luôn phải lo lắng, dõi theo họ xem có ngoại tình hay không.
Đàn ông quá giỏi ăn nói chắc chắn thường đi kèm với tính đào hoa, lằng nhằng. Đừng kỳ vọng mình là chạm dừng chân cuối cùng, hay tự huyễn hoặc rằng anh ấy chỉ dành những lời có cánh cho bạn. Thứ 6, đàn ông keo kiệt, bùn xỉn. Đàn ông đã keo kiệt thì dù anh ta có nhiều tiền hay ít tiền thì anh ta cũng sẽ sống kỳ bò với vợ con. Phụ nữ chọn chồng nên chọn người dám tiêu tiền vì mình. Có như vậy thì hôn nhân mới hạnh phúc. Đối với đàn ông keo kiệt, chị em nên dừng lại càng sớm càng tốt. Hãy phân biệt giữa tiết kiệm và keo kiệt. Một người tiết kiệm luôn cân nhắc trước khi chi tiền, không tiêu hoang nhưng sẵn sàng chi nếu cần thiết và cũng không tính toán, so đo với người khác. Một người keo kiệt là không bao giờ muốn chi, luôn tranh thủ những thứ càng rẻ càng tốt và luôn so kè từng cắc, từng xu với mọi người. Đừng nghĩ mình sẽ được anh ta đối xử đặc biệt. Loại đàn ông khi yêu còn chắt chiu từng đồng thì một khi đã kết hôn và về chung một nhà cũng sẽ chỉ là loại đo lỡ nước mắm, đếm củ dưa hành mà thôi. Bạn đi chợ về, đưa lại tiền thừa mà chỉ cần thiếu vài đồng thôi là cũng không yên thân. Tốt nhất nên tránh xa kiểu đàn ông này. Thứ 7, đàn ông ham cờ bạc, rượu chè. Cờ bạc là bác thằng bần. Lấy phải người chồng cờ bạc, phụ nữ sẽ không có nổi một ngày yên thân, vì bản thân không chỉ làm nuôi chồng, nuôi con mà còn nuôi cả chủ nợ của chồng. Nợ do đi học, do làm ăn, do xây nhà, còn mong có ngày trả hết. Còn nợ do cờ bạc thì trả cả đời vẫn không xong. Đừng tin vào những lời hứa hẹn sẽ thay đổi. Chỉ có bản thân bạn là đổi đời nếu lấy phải người chồng có máu đỏ đen. Tương tự như cờ bạc, nhậu nhẹt, rượu chè là thói quen khó bỏ và kéo theo rất nhiều hệ lụy khác. Đàn ông mê nhậu sẽ vì rượu mà bỏ bê công việc, bỏ bê con cái, đổi tính đổi nết, làm việc thiếu suy nghĩ và tổn hại sức khỏe một cách nghiêm trọng. Nếu một người không thể lo nổi cho chính mình thì chị em đừng trông mong gì vào việc anh ta cùng chung vai gánh vác gia đình. Phụ nữ chúng ta lo cho con là đủ rồi, không cần vị tha lo cho cả một ông chồng lớn xác. Thứ 8, đàn ông vô tâm. Dù ở cạnh nhau nhưng chẳng hiểu nhiều về bạn, không biết bạn thích gì, vui buồn vì điều gì. Đã vậy còn hay bỏ mặc vợ con để đi tìm thú vui với bạn bè, công việc. Loại đàn ông này hàng tháng ném cho vợ cục tiền là xong trách nhiệm, chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện hâm nóng hôn nhân, lấy về cũng như không mà thôi. Thứ 9, đàn ông không coi trọng lời nói. Những gã đàn ông không coi trọng lời hứa thường là những người không ra gì. Đơn giản bởi vì anh ta không giữ lời, không coi trọng những gì đã nói ra, không biết tôn trọng danh dự cá nhân thì sẽ chẳng thể là một người tốt và đáng tin. Một người chỉ thực sự được mọi người quý mến khi anh ta giữ gìn lời hứa, biết tôn trọng mọi người và tôn trọng chính bản thân mình. Có rất nhiều người phụ nữ vì quá yêu mà bỏ qua hết tất thảy những lỗi lầm của đàn ông một cách dễ dàng. Cũng có những người phụ nữ cho rằng hiện tại có nhiều khuyết điểm, nhưng khi bước vào hôn nhân, có gia đình rồi, người đàn ông sẽ trưởng thành hơn, sẽ vì mình mà thay đổi. Rồi đến khi lấy về, người phụ nữ mới nhận ra rằng suy nghĩ này quả nhiên là ngu dại. Đối với phụ nữ, đàn ông có thể làm nhiều chuyện xấu xa, nhưng tuyệt đối không được ngoại tình. Thế nhưng ngoại tình cũng có lắm loại, và nếu bị phản bội theo ba cách này, bất cứ người phụ nữ nào cũng sẽ căm hận người đàn ông đầu gối tay kề đến hết đời. Thứ nhất, ngoại tình vì vợ mang bầu. Đây là quãng thời gian phụ nữ vô cùng nhạy cảm, cũng là khoảng thời gian vợ cần chồng ở cạnh bên yêu thương, quan tâm, chăm sóc hơn lúc nào hết. Nhưng chớ trêu thay, đây cũng lại chính là thời điểm
đàn bà trở nên xấu xí nhất. Chuyện chăn gối cũng không thể đáp ứng đủ cho chồng. Chưa kể bầu bí, tính khí thất thường, dễ nổi nóng, cơ thể lại còn tăng cân, xấu xí, chẳng còn vẻ hấp dẫn thường ngày, khiến các đức ông chồng chán nản, không buồn động vào vợ. Và rồi mới nảy sinh ra ngoại tình mà chẳng mang nghĩ ngợi xem vợ các anh đang xấu xí, khổ sở như thế là vì ai. Các anh phải biết rằng các anh thấy khó chịu một thì vợ các anh mệt mỏi, khó chịu gấp trăm nghìn lần. Mang nặng 9 tháng, đẻ đau như chết đi sống lại, chăm con chẳng đêm nào tròn giấc. Các anh đã bao giờ đặt mình vào vợ để thấu hiểu chưa? Phụ nữ mang bầu rất nhạy cảm, tổn thương, thậm chí dẫn đến trầm cảm. Thứ họ cần chính là sự chăm sóc, quan tâm của người chồng. Đàn bà trải qua biết bao nhiêu khổ cực, chịu đau đớn, nặng nhọc, chịu hy sinh cả thân thể, sức khỏe, nhan sắc để sinh con. Nhưng cuối cùng nhận lại sự bội bạc, phũ phàng của chồng. Nỗi đau này cả đời phụ nữ cũng không thể nào tha thứ. Thứ hai, bắt cá hai tay. Đàn ông độc ác nhất không phải là người đánh chửi vợ, cũng không phải khi họ cạn tình, công khai đi cùng nhân tình, mà chính là khi họ bội phản vợ nhưng vẫn mang mặt nạ là người chồng chung thủy, tận tâm. Phụ nữ vốn dĩ rất dễ mềm lòng, họ có thể say như điếu đổ những lời ngon ngọt của đàn ông. Vậy nên, thường những gã trăng hoa thường rất biết cách ăn nói với phụ nữ. Những gã đàn ông này thường về nhà thì rất biết cách lấy lòng vợ, ngọt nhạt, hứa hẹn đủ điều, nhưng chẳng bao giờ mang về cho vợ con được một thứ gì. Họ dành phần lớn tiền bạc làm đẹp bản thân và vỗ về nhân tình bên ngoài. Thứ ba, ngoại tình với bạn của vợ. Cảm giác bị hai người thân cận nhất, gắn bó nhất, hợp sức đạp cho một cái rơi thẳng xuống địa ngục. Sốc, rúi rụi, đau đớn, bẽ bàng. Lúc ấy, phụ nữ chẳng còn sức để mà rơi nước mắt, chỉ còn một khoảng điên dại, lạnh buốt, trơ trọi, vô hồn. Chưa trải qua thì không ai có thể hiểu rõ nó cay đắng, đau đớn như thế nào. Nỗi đau tận cùng không từ ngữ nào miêu tả được. Thế nên đàn ông nếu có nhân tình, đừng đâm đầu vào bạn thân của vợ. Bởi với phụ nữ, chỉ có đàn ông vứt đi mới dám chạm vào mối quan hệ cấm kỵ này.